Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Cướp ngân hàng táo tợn ở Hà Nội, lời kể bàng hoàng từ nhân chứng. Ngày 7 tháng 3, tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ cướp táo tợn khi mà hàng trăm triệu đồng đã bị lấy đi. Theo những người có mặt tại hiện trường, một đối tượng sử dụng vật giống súng vào chi nhánh ngân hàng đe dọa đòi tiền. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiểm tra đồ của tên cướp đánh rơi ở hiện trường thì xác định đó không phải là súng. Nguồn tin đã phỏng vấn ông NH, 64 tuổi, bảo vệ một cửa hàng gần đó. Nhân chứng của vụ cướp thì được biết ngân hàng nằm ở khu vực có ít người qua lại. Lúc nghe thấy hô hoán có cướp ngân hàng, ông H nhìn thấy hai thanh niên đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ, đỗ trước cửa ngân hàng rồi xông vào. Bảo vệ ngân hàng nơi xảy ra vụ việc đã vật lộn một lúc với cướp trên vỉa hè, nhưng vẫn bị chúng xô ngã để bỏ chạy. Đi được khoảng 50m, hai tên này bị bảo vệ của một ngân hàng gần đó lao ra đạp khiến chúng loạng choạng, đánh rơi tiền ra đường. Nhân viên bảo vệ năm nay khoảng 63 tuổi nhưng rất khỏe, dáng người đậm, cao khoảng 1m67. Sau khi bị xô ngã, ông ta không đuổi theo. Lúc hai tên cướp đi được một đoạn thì bị một nhân viên bảo vệ khác lao ra đạp làm rơi tiền và vật nghi là súng xuống đường. Tuy nhiên, họ vẫn kịp bỏ chạy. Ông H bàng hoàng kể với nguồn trên. Sau vụ việc, một đại diện của ngân hàng xác nhận có vụ cướp như vậy xảy ra và báo cho nguồn tin biết đơn vị đã làm việc với công an. Khi có thông tin cụ thể về vụ việc, sẽ cung cấp sau. Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại Ukraine, các cơ quan chức năng đang nỗ lực bảo hộ công dân Việt Nam tại đất nước này. Theo đó, chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước dự kiến sẽ khởi hành vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3, từ Bucharest, Romania và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa ngày mai, 8 tháng 3. Sau đó thì sẽ tiếp tục có hai chuyến bay nữa đưa người Việt Nam về nước. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước dự kiến sẽ khởi hành vào ngày hôm nay 7 tháng 3 từ Bucharest, Romania và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa mai ngày 8 tháng 3. Chuyến bay thứ hai dự kiến khởi hành ngày 9 tháng 3 từ Warsaw, Ba Lan về sân bay Nội Bài vào ngày 10 tháng 3. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên cơ sở đề nghị của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tăng cường thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Ukraine về nước, Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ ba chặng Bucharest, Romania, Nội Bài, Hà Nội. Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, trong ngày 5 tháng 3, đã có khoảng 600 người Việt Nam và gia đình tại Ukraine đã sơ tán sang Romania. Hầu hết trong số này đều có nguyện vọng được về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Singapore quyết định kể từ ngày 16 tháng 3 sẽ triển khai làn đường đi lại đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 với Việt Nam. Theo đó, thì du khách Việt đã tiêm 2 mũi vaccine được phép sang quốc đảo này mà không cần cách ly y tế. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore cho biết du khách từ Việt Nam tới Singapore có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến xin thẻ thông hành vaccine vào 10 giờ theo giờ Singapore từ ngày 13 tháng 3. Theo quy định, du khách ngắn hạn từ Việt Nam sẽ phải tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19, tối thiểu là 2 mũi theo danh mục của Tổ chức Y tế Thế giới, có chứng nhận tiêm chủng để xuất trình khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Du khách phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc ART âm tính tại cơ sở y tế 48 tiếng trước khi nhập cảnh. Người đã nhiễm COVID-19 có thể không cần xét nghiệm trong vòng 90 ngày kể từ ngày hồi phục, có xác nhận hồi phục của cơ sở y tế và mua bảo hiểm du lịch có mức chi trả tối thiểu là 30.000 đô la, tương đương với 22.000 đô la Mỹ khi phải điều trị COVID-19. Thì thưa quý vị, tai nạn giao thông đường thủy từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, không chỉ ở những vùng sông nước mà cả ở những nơi khác khi cần phải di chuyển bằng đường thủy. Đáng chú ý là những năm trở lại đây thì giao thông đường thủy ít xảy ra tai nạn giao thông hơn so với giao thông đường bộ. Tuy nhiên, một khi tai nạn giao thông đã xảy ra thì hậu quả để lại là vô cùng lớn, có thể làm tử vong rất nhiều người. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTC14 trên tuyến sông Hồng qua địa bàn Hà Nội. Đây là bến phà Chu Minh, phương tiện giao thông duy nhất để đi từ xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì vào bờ. Nằm gọn trong bãi bồi giữa sông Hồng, xã Minh Châu là địa phương duy nhất ở Hà Nội, được nhiều người gọi là xã đảo. Mỗi khi mùa nước lũ lên, cả xã lại bị cô lập bởi bốn bể mênh mông sông nước.
Cái này thì bọn em thì cái này thì là người dân thì bây giờ đi cũng không để ý đến những cái đấy đâu anh. Bây giờ đấy phao thì các đấy thì cũng đều có đấy sẵn hết, áo phao thì cũng đều sẵn như kia hết. Thì bây giờ xảy ra trường hợp nhiều lúc buổi sáng thì có học sinh nữa chứ không phải là buổi chiều này không. Anh mà ở lại đây khoảng tầm 4 rưỡi 5 giờ học sinh đi về thì bắt đầu nó kéo lần lượt ra nó đông. Thì lúc ấy bắt đầu đỏ là mình chật chạng, nó mình không được thoải mái như thế này. Việc giao lưu đi lại với bên ngoài phụ thuộc vào thuyền, phà, nên các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, học tập gặp nhiều khó khăn. Làm người shipper nên hàng ngày anh Hiếu thường xuyên qua lại trên chuyến đò này. Tuy nhiên, việc mặc áo phao với anh Hiếu mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng có nhắc nhở là ngồi, chẳng hạn như không ngồi lên lan can nè, hay là ngồi trong lòng thuyền, hay là mặc áo phao hay là tuổi phao thì chúng nhắc nhở. Nhưng mà bây giờ làm sao mà có thể mặc được hết được anh? Một số lượng đông như thế thì làm sao mà có thể sử dụng hết được, đủ được hết cả áo phao với cả phao để mà sử dụng được. Chúng tôi ở đây thì là bến đò đây phục vụ đủ là phục vụ xã đảo ở Minh Châu. Thế cho nên là ở đây chúng tôi là cái công tác là về cái an toàn thì về tàu ấy thì là luôn luôn chúng tôi là phải định kỳ là đăng kiểm giấy tờ đầy đủ. Thế rồi người lái ấy là cũng đầy đủ về bằng lái, bằng thuyền trưởng đầy đủ. Thế còn cái công tác về đi thì trên tàu chúng tôi vẫn là trang bị đầy đủ, coi như thế là quần áo phao, dụng cụ nổi. Việc chấp hành các quy định về an toàn đường thủy với chủ phương tiện và hành khách tại bến đò Trung Minh theo kiểu chiếu lệ, chủ đò nhắc nhưng khách thích mặc không thì thôi. Cái nhà nước mình quy định là đi khách đi đò là phải mặc áo phao. Thế nhưng mà thực ra mà nói ở bến bây giờ đây là chúng tôi cũng có lúc phục vụ được nhưng có lúc cũng không, bởi vì là khách thường xuyên là người ta không mặc thì chúng tôi chỉ trang bị dụng cụ đổi thôi. Đấy, đeo vào thế rồi xe trước đấy người ta cầm tay đấy. Thế thôi. Thế còn bây giờ mặc áo phao thì nó hơi bất cập một cái là bây giờ quần áo phao thì nói thật với các chú là nó trang bị thì chả nhẽ là suốt ngày giặt áo phao. Thế khi mặc nó bẩn, thế cho nên bà con người ta không mặc. Đi tàu đi là phải mặc dù sao, kể cả bản thân mình mà hoặc là như tôi hôm nay cho con đi thì cũng vẫn phải cho con mặc áo phao vào. Vì mình phải tính cái sự, nếu nó xảy ra sự cố rủi ro thì không phải an toàn cho con mình mới cả cho bản thân mình chứ. Tôi chống là được mấy con nước, thậm tí nữa là đò chuẩn bị khởi hành là tất cả đều phải mặc. Do mình đi lại nhiều nên là cũng không có việc mặc áo phao hay gì đâu. Chỉ có lên các cô chú nhắc là ngồi cẩn thận đấy. Thời gian tại con cháu đi học á, mỗi lần lên đò là phải tầm được 10 đến 15 phút ạ. Khi nào đò nó chạy luôn rồi. Nếu như mà mặc áo phao thì bọn cháu sẽ muộn học ấy. Không có thời gian để mặc áo. Khi chiếc đò rời bến, tất cả hành khách đều không ai mặc áo phao. Ai cũng có những lý do để biện minh cho việc không chấp hành. Trên sông, những tàu hàng qua lại nhộn nhịp, nguy cơ va chạm, xảy ra tai nạn là hiện hữu. Ai cũng chủ quan với mạng sống của chính mình. Mặc dù ai cũng biết, một khi tai nạn xảy ra là rất thảm khốc.